viết là tôi rất là cảm ơn tỉnh giúp con Hiến sang công tác Đức và thúc đẩy một trong những hướng hợp tác chúng tôi rất ưu tiên, đó là hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Đức. Và đây là một trong những địa phương đầu tiên trong thời gian vừa qua đến đây để mà thúc tìm kiếm những cơ hội làm ăn với Đức. Ich freue mich auch darauf, dass noch andere Bundesländer daran arbeiten, Delegation. Cùng chúng tôi tìm ra những cơ hội tương tự để chúng ta bắt tay vào nhau hợp tác của các những người khách đặc biệt, đó là những đại biểu lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Phúc, một tỉnh rất gần với Hà Nội và có những sự phát triển bứt phá trong thời gian vừa qua. Trong thời gian công tác ở Việt Nam cũng như trong thời gian tôi làm đại sứ ở Nhật Bản, tôi đã có rất nhiều những cái hoạt động gắn bó và hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc trong cái phát triển của kinh tế cũng như là các cái hợp tác với các nước. Während meiner Arbeit in Vietnam und đến Vĩnh Phúc thì cũng như là đến Hà Nội, có thể nói là như thế. Nhưng mà điều kiện để phát triển hạ tầng cơ sở hiện nay đã rất là phát triển và có một cái kế hoạch rất là rõ ràng của tỉnh trong cái phát triển kinh tế xã hội của đơn vị. Nhận biết được những điều đó, ít phút nữa thì đại diện của tỉnh sẽ trình bày quý vị. Tôi mong rằng là sau cái cuộc gặp ngày hôm nay, các vị sẽ quan tâm hơn đến Vĩnh Phúc và có thể đến khảo sát ở Vĩnh Phúc. Và đặc biệt là các doanh nghiệp có thể tìm những cơ hội đầu tư làm ăn ở Vĩnh Phúc, và tôi tin tưởng rằng là các vị sẽ được chào đón và sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi để hợp tác cùng có lợi với Vĩnh Phúc. Das alles werden Sie später in den Präsentationen erfahren und ich bin davon überzeugt, wenn Sie nach Vĩnh Phúc kommen. Vì lãnh đạo cái doanh nghiệp của Hòa Hiến Vĩnh Phúc vừa toàn thể các quý vị sự hôm nay. Sehr geehrter Herr Botschafter, danke schön. Được trân trọng cảm ơn đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và Phòng Thương mại Công nghiệp Berlin và Hiệp hội các doanh nghiệp Liên bang Đức tại khu vực châu Á Thái Bình Dương đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chúng tôi để tổ chức cái cuộc hội thảo hôm nay. Được cái nguồn hỗ trợ của chính quyền Liên bang Đức là hỗ trợ cho trường cao đẳng nghề Việt Đức, đây là cái thương hiệu là tên của giữa Việt Nam và Đức, hỗ trợ để chúng tôi có một cái module để mà đầu tư cái đào tạo nghề để phục vụ cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đào tạo trong lĩnh vực phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao, thì ngài đại sứ và các vị lãnh đạo doanh nghiệp của Cộng hòa Liên bang Đức và tất cả các quý vị đã dự cuộc hội thảo ngày hôm nay, xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn ngài Minh Trì. Tiếp theo tôi những điểm mạnh của môi trường đầu tư của Vĩnh Phúc, những điểm thuận lợi đối với nhà đầu tư cũng như đầu tư của chúng tôi. Ich kann kurz zusammenfassen, also hat eine sehr günstige geografische Lage und auch sehr gute location, which is marked by two of four top spiritual symbols of the Eastern astronomy, Blue Dragon River on the left and White Tiger Mountain on the right. This brings Vĩnh Phúc a great natural and human potential. The capital city of the province is a large urban area, being surrounded with prosperous curve, history, and traditional culture. The urban system of Vĩnh Phúc will be developed around the two center cities of Vĩnh Yên and Phúc Yên, around the interchanges of Hà Nội Lào Cai Highway. Network. The metropolitan and its satellite cities are connected to other urban areas and or metropolitans by
Daniel Müller ist verantwortlich für die Region Südostasien im OAHO. Und ja, kính thưa ngài đại sứ Đoàn Xuân Hương, kính thưa ngài chủ tịch Văn Trì, cảm ơn quý vị đã mời tôi tới tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay và tôi Đông Nam Á của tổ chức hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Thái Bình Dương, OAHO, trụ sở chính ở dưới Hauptsitz is in Hamburg. Và trụ sở của chúng tôi tại thành phố Hamburg, Nhật Bản. Und was wir tun, ist versuchen für unsere Mitgliedsunternehmen, die zu unterstützen bei ihren Markteinschätzaktivitäten. Ja, war trotzdem, ja, haben ja, denke ich. Eine besondere Unterstützung, um dort in die Märkte hineinzukommen. Da muss ich nicht viel sagen, nur zwei Sachen. Mhm. Einerseits wurde angesprochen, die sehr junge Bevölkerung. Das ist deswegen auch ein Vorteil, weil Vietnam auch zunehmend als Absatzmarkt für deutsche Unternehmen interessant wird. Nói về những cái thuận lợi của Việt Nam thì có lẽ là các vị cũng đã nắm được rồi và tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa. Nhưng nói về hai cái thuận lợi chính ấy, thì thứ nhất đó là có cái lực lượng lao động trẻ. Thứ hai đó là Việt Nam là đất nước mà cũng là rất là đất nước Việt Nam đã tốt rồi vẫn có thể còn được phát triển tốt hơn. Và ngài đại sứ cũng có nhắc đến hội thảo xúc tiến về thúc đẩy phát triển kinh tế, hợp tác kinh tế giữa nước Việt Nam vào tháng 6, và trong hội thảo này có đề cập đến thông tin là kinh mạch song thương giữa hai nước và có thể là sẽ cố gắng làm sao để tăng từ 8 lên 20 Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel und das kann am besten dann gelingen, wenn man einerseits Vietnam in einer Gesamtheit, alle Provinzen oder Hu, mit deutschen Unternehmen speziell in mittleren und kleinen Unternehmen zusammenzuführen. Đây đúng là một cái mục tiêu mà có thể nói là deswegen ist es ein guter Ansatz des Botschafters, wenn er versucht, gezielt auf die deutschen Bundesländer zu gehen, in Berlin, in Hamburg auch aufzufahren und dann zu sprechen. Vì thế nên tôi thấy là cái hướng đi của ngài đại sứ là cũng rất là hợp lý, đó là tập trung vào một số những cái bang cụ thể của Cộng hòa Liên bang Đức để có thể xúc tiến cái hợp tác đầu tư. Die Bedingungen in der Fuk-Region, wie das dargestellt wird, scheinen ja sehr optimal zu sein. Aber dennoch denke, muss man sich vor Augen halten, dass wenn es darum geht, die kleineren solche Unternehmen dazu bewegen, nach Vietnam zu gehen, muss man sehen, dass sie ganz spezielle Voraussetzungen nur haben. Man muss auf deren Voraussetzungen und auch auf deren Begrenzungen eingehen. Và những cái điều kiện như các ngài đã giới thiệu thì tôi thấy cũng rất là hợp lý rồi. Tuy nhiên ấy, để mà có thể là hấp dẫn được các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức sang đầu tư tại tỉnh nhà thì tôi nghĩ là cũng nên có những cái cụ thể hơn, những cái chi tiết hơn, những cái điều kiện để họ có thể là tìm hiểu được. Zwei ganz große Themen im Zusammenhang sind die Fachkräfte einerseits und zum anderen eine leistungsfähige Zulieferindustrie. Và hai cái yếu tố quan trọng nữa trong cái có thể là giúp cho cái hỗ trợ hợp tác cái hợp tác nó thành công ấy, thì thứ nhất là cái lực lượng lao động chuyên ngành hoặc là gọi là có chuyên môn, và tiếp nữa là cái công nghiệp phụ trợ, thì đấy là hai cái yếu tố mà có thể là giúp cho cái hợp tác đầu tư nó tốt hơn. Aber sieht das so aus, der Infrastrukturanschluss sehr sehr gut ist und das ist besser als in anderen Teilen von Vietnam nicht dabei. Và tôi cũng thấy là trong cái phần trình bày của các vị ha, các vị cũng đã nhấn mạnh vào hai cái điểm mà tôi vừa nói, đó là lực lượng lao động chuyên ngành có chuyên môn và tiếp nữa là cái phần phát triển cái công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phụ trợ, thì mà hơn thêm nữa lại còn cái thuận lợi là Vĩnh Phúc nằm ngay sát tại Hà Nội, do đó tại một cái thủ đô lớn như thế thì họ hoàn toàn có thể Vĩnh Phúc đến với những cái doanh nghiệp mà là đối tác.